giàu bán đất, bán muối mặn là phải rồi. Không có tiền mà bị đặt cho con lên trên Sài Gòn đi học. Lên Sài Gòn ráng học nha con. Chỉ có việc học mới thay đổi số phận. Muốn thay đổi thì phải thay đổi. Con thay đổi nhiều lắm rồi muối. Là muối như ba thì chừng nào mới thay đổi được? Muối, mày nói cái gì vậy? Còn muối mà con mày đó. Muối ăn hơn muối nữa. Nhưng mà không mặn phải là đời. Trời ơi, muối cũng có giá quá hả? Muối không cho em nói chứ bộ. Bây giờ ai chú cho mình tập trung lo cho em muối. Đừng có vậy này. Đi bán muối luôn. Ông hai ơi, nhà chứa muối không bị cháy kìa. Ông thương nó vậy á, tôi không biết là nó có hiểu cho ông hay không nữa. Cần gì nó hiểu. Hạnh phúc của cha mẹ đó là được lo cho con cái. Dòng khung cảnh vậy cái tôi cháu hành vậy, tự nhiên tôi nhớ Chí Phèo Thị Nở. Tôi là Thị Nở, còn hai á là kẻ thất bại. Ông trời cũng thử lòng mình á. Đây là món quà ân tình của quê hương. Những hạt muối này để nuôi con khôn lớn đó. Cho dù có đi đâu, làm cái gì cũng đừng bao giờ quên cái nơi mình sinh ra và lớn lên nha con gái. Tài năng chén muối đĩa gừng, gừng cay muối mặn xinh đừng quên nhau. Tài năng chén muối đĩa gừng.